sai luôn. Anh Ngũ Hành Sơn. Chính xác. Bây giờ vì trời đang mưa nên bọn mình trú tạm vào trong mấy cái lán như thế này. Và mình đã nghĩ ra một trò khá là vui. Và mình sẽ đi thách đố mấy mấy travel blogger và content creator, cũng như là trưởng thôn dự bị của Hữu Liên. Và đây là ba người chơi của chúng ta: anh CEO Hiếu Đồng Hồ, anh Dế Mèn Du Ký và anh người trẻ trải nghiệm. Luật chơi của chúng ta như sau: sẽ có 4 gói câu hỏi, mỗi gói gồm 4 câu, mỗi câu 1 điểm, tối đa một gói là 4 điểm. Mỗi người được lựa chọn một gói riêng, thời gian trả lời mỗi câu là 15 giây. Nếu người đó trả lời sai thì hai người còn lại được giành quyền trả lời. Trả lời đúng được cộng 1 điểm. Thứ tự tham gia sẽ ưu tiên người cao tuổi nhất chơi trước, sau đó đến người cao tuổi thứ hai và cuối cùng là người ít tuổi nhất. Phần thưởng của cuộc thi sẽ được ban tổ chức tiết lộ ở cuối chương trình. Nhớ xem hết video này và đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông để cập nhật video mới nhất nha. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu trò chơi trí tuệ với người cao tuổi nhất. Anh chọn gói gì trong 4 câu hỏi sau? Gói thứ nhất là gói bến, gói thứ hai gói tỉnh thành, gói thứ ba là gói núi và gói thứ tư là gói sông. Anh chọn gói gì? Tôi xin chọn gói tỉnh thành. Tỉnh thành. Ok. Nhìn núi chắc chắn bạn này chắc biết. Rồi. Câu hỏi số 1. Kể tên 3 tỉnh có tên 3 con vật hiện ra. 3 con vật á? Vâng. 1 2 Vĩnh Long. 3 Con gì? Vĩnh Long, con rồng. Ok, 1 6 7 8 10 8 10 11 Khó thế nhỉ? 12 13 14 14 15 Hết giờ. Có ai có câu trả lời tiếp theo? Có ai giành quyền trả lời không? 5 giây 5 4 3 2 1 Hết giờ. Đáp án nhá. Hết giờ rồi. Sóc Trăng. Em nghĩ là mỗi Sóc Trăng. Sơn La. Ừ nhỉ, Sơn La trời ơi. Đồng Nai. Các bạn thời gian ngắn quá. Câu số 2. Tên Giang mà chẳng phải sông, đây tên 5 tỉnh, ai thông đáp liền? 5 tỉnh có từ Giang. 5 tỉnh có từ Giang. Đếm giờ. Hậu Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang, Hà Giang. 1 điểm. Sợi. Câu này dễ. Tiếp nhá. Câu số 3. Tên nghe nửa ruộng, nửa rừng, là tỉnh gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Đồng Tháp. 13, 14, 15. Rồi anh Hiếu mất cơ trả lời. Anh Lâm Đồng, yeah. Chính xác. 1 điểm. Đồng Tháp không được. Làm gì? Tháp là gì? Lâm Đồng. Lâm Đồng. Là... Đấy, mọi người có phải cắt giờ của nhau nữa cơ nhá. Nhớ điểm của mình nhá. Em không nhớ đâu. Câu 4. Còn nơi này trong ca dao, nổi danh võ nghệ tài cao một thời, ai về xứ ấy mà coi? Bình Định. Yes, dễ quá. Võ. Quên không đưa ra điều kiện phạm quy nhỉ? Đấy là không tôn trọng người hỏi. Thôi được, anh Hiếu. Câu trả lời. Anh Hiếu 2 điểm trong gói 4 điểm. Rồi, tiếp theo người cao tuổi thứ hai. Anh hả? Vâng, dạ. Còn gói bến, mình sẽ làm cho gói núi và gói sông. Gói sông, ok. Thế này mình thiệt, mình thua rồi. Mình trẻ mà anh, mình phải trải không, nghiệm. Em phải có một cái câu, một chủ đề dành riêng cho một cái người gì trải nghiệm đúng không? Không, thế là không. Đúng rồi, quá đúng. Cái này là đố vui mà anh, okay. Câu hỏi đầu tiên, câu hỏi dễ nhất. Sông nào chảy ngược lên trời, ngàn sao hội tụ sáng soi đêm dài? Sông nào chảy... Đếm giờ. 1, 2... Sông Ngân Hà. Chính xác. Dễ nhá. Dễ quá. Rồi, câu số 2. Câu này cũng dễ này. Sông nào chia cắt Sơn Hà dưới thời Trịnh Quyễn? Thật là xót xa. Câu này là yếu tố lịch sử đấy. 1, anh đừng đoán mò, phải cho thời gian. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Sông Thạch Hãn. Sai. 13, 14, 15. Hết giờ. Cơ hội trả lời cho hai người còn lại. Có ai giành quyền trả lời không ạ? Trời ơi, sao lại quên con? 5, 4, 3, 2, 1. Chị Nguyễn đằng trong đằng ngoài sông gì? Anh biết rồi. Biết gì đằng ngoài ngoài rồi chứ không nhớ tên sông. Sông Danh ạ. Wow. Rồi, câu số 3. Sông nào lạnh lẽo, can tâm, chảy qua Đà Nẵng, Quảng Nam, Trung Phần? Ôi, ai đến Đà Nẵng, Quảng Nam rồi mà lại không biết á? Đếm giờ, đếm giờ. 1, 2, 3, 4. Sông Hàn. Chính xác. Câu số 4, câu cuối cùng nhá. Sông nào vẳng tiếng thần thơ, nức lòng quân sĩ đang chờ phản công? Sông Như Nguyệt. Chính xác. Cơ hội chiến thắng. Anh tiếng nhất là câu sông Danh. Anh chết rồi, này em không điểm nỗi nhục của anh. Rồi còn gói bến và gói núi. Núi dễ hơn. Thôi chọn gói núi vậy. Gói núi lại sở trường của anh Hiếu. Anh Hiếu ạ, em nghĩ nhưng thế. Nhưng mà anh kiểu toàn kiểu cái gì khó thế. Văn hóa lịch sử đúng không? Các kiểu mấy cái núi khó đấy. Còn đây là văn hóa lịch sử. Nhưng mà như này thiệt cho em bởi em không biết nhiều. Thiệt hay không thì cứ ông cái gì thì văn vở. Ok, chuyển đi. Câu dễ nhất nhá. Dãy núi nào cao nhất nước ta? Phan Xi Păng. Dãy núi Chủ Sơn. Sai. Anh chơi trước rồi. Chết rồi. Thôi cho anh Hiếu. Hoàng Liên. Sai. Ôi Hoàng ơi. Liên Sơn. Người ta vẫn gọi Hoàng Liên nhá. Không cần gọi chẳng. Người ta vẫn gọi Hoàng Liên. Đúng chưa? Bây giờ, đáp án là gì? Bây giờ phải gọi chuyên gia. Không. Anh có chuyên gia đây không? Bây giờ tôn trọng keyword ở trong kia. Đáp án trong kia. Đáp án là Hoàng Liên Sơn. Người ta vẫn gọi là Hoàng Liên. Dây núi Hoàng Liên. Hoàng Liên Sơn. Thôi câu 2 đi em ơi. Anh gỡ cái. Câu 2. Núi nào năm ngọn quây quần, kim mộc thủy hỏa thổ ở gần bên nhau? Yeah, ô chị, ô chị, ô chị, tao biết. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Anh Tiến, anh Tiến. Ơ khoan nhá, cái Yến nó chưa hố hết giờ mày đã tay. Thế là phạm quy rồi. Đúng không? Đâu, Yến chưa hố hết giờ. Đâu có luật phạm quy. Anh là người hố hết giờ chứ mày Yến. Rồi anh, ok. Anh trả lời, anh trả lời, anh trả lời. Để anh có đồng ý là nhờ anh Hiếu không? Anh nhờ. Xin giới thiệu với bạn, đấy là đỉnh Ngũ Chỉ Sơn mình vừa leo về xong. Sai luôn. Anh Ngũ Hành Sơn. Chính xác. Không. Ngũ hành anh ạ. Kim mộc thủy hỏa thổ là phải hành chứ. Núi nào dốc thẳng bờ Tây để rồi thoai thoải bên này bờ Đông? Khó nhỉ. Mới. Cô đấy chịu chưa biết đâu. Đâu khó luôn đấy, thèm không biết. 3 6 7 8 9 Đông 10 11 12 13 14 15. Ôi chịu. Trường Sơn. Chính xác. Ừ đúng rồi. Nhưng mà em đang phân vân bởi vì nó dãy núi cái gì. Chứ nó không phải đúng rồi. Núi. Ừ không, nó dãy mà. Nhưng mà đây hỏi là tại vì thơ nó vần, nó có thể thơ. Nhưng mà đáp án chính xác. Câu hỏi cuối cùng. À còn có câu hỏi phụ là phải để có câu hỏi phụ nữa em. Bé rồi thế bây giờ. Từ từ, từ từ. Từ từ, đây là câu hỏi cuối cùng của núi đã. Em 6 ạ. 6, anh 3. Núi nào thánh gióng lên trời? Chuyện thánh gióng. Easy. 1 2 3 4 5 6 Tiến trở ra tay đấy. 7 8 9 10 11 12 13 14 Voi sai rồi. 15 Mời anh. Sóc Sơn. Chính xác. Em nghĩ là Sóc Sơn nhưng em lại không nghĩ đấy là núi. Nó núi. Núi à? Vip thế. Ok. Thế là còn có hỏi phụ em còn nốt đi em. Một câu cái anh thua gì nữa? Anh thua rồi. Đúng kẻ đúng 3. Em là người thắng mà anh. Nhưng mà còn câu nữa.
Không, hết rồi, nhưng mà còn một gói cuối cùng. Thì phải mọi người có muốn chơi không? Có hỏi hỏi lốt đấy, chứ không để hết em ạ. Ừ, tôi hỏi nốt đi. Mấy rồi không? Em 6 ạ. Anh mấy rồi? Em 0. Cái này thì ai sẽ giơ tay đầu tiên thì trả lời nhá. Ok. Mọi người sẵn sàng nhá. Đây là gói bến này. Gói bến là gói dễ nhất này. Dễ nhất á? Vâng. Yeah. Vâng. Anh thấy bến khó. Khoan đã, từ từ nhá, có phải chờ em nào hết câu hỏi không đã? Anh cứ nghĩ ra anh nói luôn nhá. Không, thế thì bây giờ nhá, có một cái que ở đây. Thảo cướp trước đây trả lời. Mẹ thế, thế sao đẩy nhau lại ngã. Nhưng mà em lo cho sức khỏe của anh lắm nên anh đừng vận động nhiều nhá. Rồi, câu đầu tiên rất là dễ. Bến gì tấp nập bán mua, lừng danh ngôi chợ đất xưa Sài Thành. Bến Cảng Nhà Rồng. Bến Thành. Ôi, là kèo chưa? Câu này câu 6 đi. Thế thì chú trả lời câu đấy gì lại? Trời. À, em 16 nhá. Hay là câu gói này 2 điểm đi. Mỗi câu 2 điểm nhá. Yeah, nhớ mọi người cố gắng nhá. Cái này ưu tiên nhanh thôi, còn dễ mà. Bến gì gợi nhớ dòng sông Việt Nguyên và Hán chiến công lẫy lừng. Bạch Đằng. Chính xác. Ôi, đáng... Miếu cộng điểm nhá. Còn 2 câu thôi. 2 câu nếu mà 4 thì ui anh Hiếu vẫn thua. Không, anh có thể mới thua chứ. Anh đang 2 mà. Anh Hiếu 3. Nhưng nói chung là anh Tiến đang nhất rồi. Rồi. Hay là cho ngôi sao hy vọng cho nó. Cho mỗi câu 3 điểm đi. Cho mỗi câu 3 điểm đi. Cho mỗi câu 3 điểm đi. Rồi nhá, mọi người thống nhất cho mình có 3 điểm cho anh Cấn nhá. 3 điểm thì mình nếu mà anh đúng 2 câu này nữa thì anh sẽ được thêm 6 điểm. Ừ, thì bằng bằng anh Tiến. Bằng Tiến đúng. Là em ngang anh. Là em sẽ thêm một câu hỏi phụ. Sao lại à sao lại bằng đúng rồi thì em là 2. Rồi nhá, câu 3 nhá. Bến gì nổi tiếng cố đô. Đêm đêm vọng mãi ầu ơ giọng hò. Bến Thương. Bến gì nổi tiếng cố đô. Đêm đêm gì? Đêm đêm vọng mãi ầu ơ giọng hò. Bến Ngự. Chính xác. Eo ơi sao anh biết nhiều thế. Lân cận ở cái vùng đấy rồi. Ôi còn câu cuối cùng này. Hai người kia chuẩn bị chịu trận rồi. Cuộc khỏi cuộc đi. Nhưng mà vẫn trả lời đi cho cuộc sống nó thêm nhiều hiểu biết. Bến gì bát ngát dừa xanh. Quê hương đồng khởi lừng danh anh hùng. Em đã nói trước. Ok bây giờ hình phạt nào. Anh nghĩ hình phạt chưa? A few moments later. Anh xin em đấy, phạt anh không ý để trả có một thu đó. Mời hình phạt đó là không có hình phạt nào cả. Kiểu em, nói chung là các bạn ơi, mình đang kiểu mình sướng vì mình thắng ấy. Có một hình phạt đó là không có hình phạt nào cả. Không, theo anh là cứ phạt anh hôn ghi ấn. Hả? Hợp lý. Anh xin em đấy Tiến ơi, anh xin em đấy Tiến ơi. Ok, có bài hát gì liên quan ngựa không nhỉ? Có ngựa. Bây giờ anh Hiếu với lại Tài sẽ đi vòng quanh một con ngựa xong hát bài có con ngựa ô để cho Hiếu quay. Chứ còn thua không? Thua không? Con ngựa nó sẽ không bờ được như thì ca mọi người phải đi vòng quanh, mọi người hát hết. Không, đây đây phải thực hiện cho mình thua rồi. Nhưng bây giờ con ngựa hoặc là không cần đứng ở đó, không cần hai người đứng chỗ đi xung quanh, chỉ cần đứng trước mà nó hát. Nhưng mà không cần lời đâu. Bắt lời. Được chưa? Thôi đi ra kia bay đã rồi bàn tiếp thì phạt. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau. Nếu muốn xuất hiện trên kênh YouTube Yến Vivu thì vui lòng comment ở phía dưới video này. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong khoảng thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.